Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình tại quốctuấn.info. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tìm hiểu dự án được xây dựng bằng React.js. Thì bây giờ như sau. Đây là cấu trúc thư mục của React.js. Thì ở trong đây có phần là Node Module. Thì tôi nói rồi, đây là thư viện chứa React.js. Public là nơi sẽ chứa giao diện website, ví dụ như là chứa những cái hình ảnh này, chứa những cái vấn đề về JavaScript thì bạn chứa trong hộp public này. Này ha, public. Rồi. Thì trong đây có một cái file là file index.html, là file để hiển thị giao diện ra. Được chưa nào? Thì để cho dễ hình dung hơn thì lúc này tôi tiến hành là tôi cần start lại cái dự án chúng ta. Thì tôi vào lại thư mục version 01 hello. Tôi chuột phải, tôi chọn git path here. Được chưa nào? Và tôi gõ lệnh npm start để start ứng dụng lên. Rồi, thì lúc này tôi cần làm gì? Tôi cần mở trình duyệt lên để cho nó tiến hành là mở lên cái phần là React. Được nha. Rồi. Chờ nó load lên nha bạn. Đấy, được chưa nào? Rồi, thì ở đây chúng ta có nói rồi, chúng ta có một cái folder là Node Module để quản lý thư viện về React.js. Folder Public để quản lý về giao diện. Ví dụ, trong đây mình có một file là index.html. Được chưa nào? Thì đây là cái file hiển thị giao diện ra. Nhìn giùm tôi nha. Vậy bây giờ trường hợp nếu tôi vào cái file này Public, tôi vào file là index.html, tôi mở ra. Thì trường hợp ở đây, bạn thấy rằng mình rất đơn giản này, không có gì hết. Coi gì hết, nó chỉ có một cái title là React App ở đây, và một cái nữa là cái gì bạn, Deep ID Root, để rộng như vậy, đúng không nào? Nếu trường hợp đây tôi thêm một chữ là chữ lập trình React.js trong thẻ H1, rồi tôi save lại. Bây giờ nhiệm vụ tôi là tôi chạy lại. Bạn thấy rõ ràng mình không cần refresh gì hết. Điểm này, khi bạn cập nhật một cái file nào đó trong React thì nó sẽ tự load lên lại chúng ta. Được chưa nào? Hay nào? Lập trình React.js hiển thị ra. Được ha? Còn cái khúc này Deep ID Root nó đang chứa cái gì? Nó đang chứa nội dung ở đây. Được chưa bạn? Đấy. Ủa, vậy đặt câu hỏi ra, nó chứa gì ở đây vậy bạn? Thì từ từ mình sẽ biết. Được nha. Vậy mình hiểu một vấn đề là file index.html là file hiển thị giao diện ra chúng ta. Được chưa nào? Rồi. Tiếp tục mình sẽ có file là file trong folder src. src sẽ có file là file index.js. index.js đây, file này là file chạy chính và điều khiển website, nghĩa là sao? Vậy mình sẽ xem thử nha bạn. Mình sẽ thử nó như thế nào nha. File chạy chính và điều khiển website. Rồi, mình sẽ chạy thử xem nào. Thì tôi sẽ mở ra bạn xem ở đây trong src. Tôi sẽ mở vào cái file là index.js. Thì bạn có thể mở bằng Visual cũng được, thì tôi mở bằng Sublime cho nhanh nha. Rồi mình mở ra thử. Ở đây tôi kéo xuống Sublime. Rồi, đây là file index.js. File trong index.js này một hộp dòng rất quen thuộc, mà khi bạn học lập trình JavaScript bạn hãy thấy là document.getElement root. Và cái root này đâu ra? Cái root này là do cái file index.html mình có một cái gì bạn? Deep ID root. Được chưa nào? Đấy, rất dễ hiểu nha. Và cho dễ nhìn hơn nữa thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ dùng view, dùng layout và dùng ba cái dòng. Thì bạn dễ nhìn. Mình có file đầu tiên là file index này. File thứ hai của chúng ta đây. Đây file đầu tiên của bạn. File thứ hai các bạn cái xuống đây. Đấy. Được chưa nào? Đấy, thấy rõ ràng, chúng ta rất rõ ràng này ha. Trong cái file index.html mình có một cái deep id root, đúng không bạn? Và trong index.js mình lại có dòng là document.getElement by id root. Và cái chữ render này nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ render cái app này vào cái deep gì bạn? Một phần một cái gì đó id bằng root. Nhắc lại, nghĩa là chúng ta sẽ render một cái giao diện app vào một cái gì đó trong index.html nè. Có đây là gì bạn? Đây là root.
Được ha. Vậy cái app này là cái gì? Thì khi bạn gọi, vậy khi bạn chọn cái app, nhìn kỹ giúp tôi nha. Khi bạn nhận chữ app thì bạn thấy rằng sẽ có một cái dòng là import app from app. Đúng bạn, rất là đơn giản đúng không nào? Bạn thấy rằng là import app from app. Vậy cái app này được sinh ra từ trong cái file là app. Vậy file app chúng ta ở đâu? Đây. Mình sẽ có hai file là app.css và app.js. Vậy mình sẽ tìm hiểu về file app.js được nha. Vậy có nghĩa là khi mà chúng ta ghi cái dòng là import app from.app thì cái app này là app.js. Được không? Vậy tôi mở cho bạn xem thử nó là cái gì. App.js. Và tôi sẽ kéo qua đây cho bạn dễ nhìn thành ba khu vực. Mình sẽ có là file index.html nè, file index.js nè và file app.js. Được bạn nha. Rồi kéo lên chút xíu cho nó nhìn dễ nhìn nha. Đây. Được chưa bạn? Rất đơn giản đúng không nào? Rồi, thì đây là file app.js của chúng ta. Thì cái file app.js này cũng giọng rất là hay là giọng gì bạn? Class app extend component. Vậy hiểu là app là một cái component. Vậy, component này nghĩa là gì? Thì mình nhìn thử nha. Component định nghĩa như sau. Component giúp cắt giao diện thành các thành phần độc lập và có thể sử dụng lại nhiều lần. Component được xây dựng cô lập để có thể quản lý và sử dụng hiệu quả khi cần thiết. Đấy là cái định nghĩa về component. Vậy component nghĩa là gì bạn? Component là những cái thành phần chưa có sao chúng ta và được cắt thành cái file riêng. Mình quản lý, mình sử dụng, mình xây dựng dữ liệu gì đó trong những cái component đó. Được chưa bạn? Rồi, thì đây là khi bạn dùng class app extend của nó nghĩa là app là một cái component. Và component này thì chứa trong file là app.js. Thì trong đây bạn thấy rằng mình sẽ có dòng là render. Render là để xuất ra một cái gì đó đúng không bạn? Render một cái giao diện như vậy. Và rõ ràng giao diện này không phải là giao diện giống như bình thường mình học HTML, CSS, mà giao diện này giao diện của JSX mình học sau. Được chưa bạn? Thấy rõ ràng trong gì bình thường HTML mình đâu có last name, mình đâu có những cái ngoặc nhỏ như vậy đúng không bạn ha. Thì đây là những giao diện về giao diện của JSX mà sẽ học sau này. Mình hiểu tôi đây là một giao diện để làm gì? Để hiển thị cho vùng root ở đây. Bước nhất người ta sẽ viết một cái component này. Bước thứ hai người ta sẽ quăng cái component này nè vào cái area root để cho thằng này nhận lấy. Vài trường hợp như sau, ví dụ welcome to React. Bây giờ tôi sửa thành như sau. Đây là trong file component nha bạn. Tôi sửa thành là quốc tuấn.info. Được chưa bạn? Và khi bạn gõ như vậy thì lúc này cái component app chúng ta được cập nhật lại và hiện thị như vậy. Hiểu chưa bạn? Hiểu ha? Thì đây là quá trình hoạt động của một cái ứng dụng được xây dựng bằng React.js ha? Cũng như chúng ta hiểu được component là cái gì, chạy như thế nào, chạy ra làm sao. Được chưa bạn? Rồi, tiếp tục ở đây quay lại. Mình có một cái phần nữa là cái file app.css ha. App.css dùng để làm gì bạn? Dùng để chứa những cái CSS cho component app. Nó viết riêng hoàn toàn. Giống như vậy có HTML thì bạn có file gì bạn? File CSS ha. Ở đây mình có app.js thì mình sẽ có gì bạn? Một cái app.css để cho hiểu được những vấn đề đó. Ví dụ ở đây mình sẽ thử với bạn. Mình sẽ mở cái app.css ra mình coi thử nó chạy như thế nào. App.css ở đây. Thấy rõ ràng mình sẽ có là test align center. Rồi sẽ có 280 pixel chẳng hạn như vậy. Bây giờ background header nè bạn. Bây giờ tạm thời thì tôi xong hết rồi thì tôi tạm thời tôi sẽ tắt bớt đi nha. Single thôi. Rồi mình sẽ có, dù mình có là một cái app header. Đây. App header mình có thử nha bạn. App header của ta đây. Đúng nè. Và tôi sẽ định dạng cái màu khác cho nó, ví dụ màu red. Đấy, chờ thử với bạn. Đấy hay nào, màu red hiện thị ra. Vậy mà hiểu app set để làm gì chưa nào? Đấy. Rồi, tiếp tục register service worker, nghĩa là quản lý server ứng dụng. Cái là khi bạn dùng lệnh gì bạn? Khi bạn gõ lệnh là npm start thì lúc này nó sẽ chui vào đâu? Nó sẽ chui vào cái file gì? Register service worker này để tạo ra cái gì bạn? Cái đường dẫn như vậy bạn nè. Đó, tạo một cái server cho bạn để bạn chạy được cái gì? React. Hiểu nha. Nhắc lại register service worker này để tạo cho bạn một cái gì? Server để bạn chạy được cái ứng dụng React chúng ta. Tiếp tục package.json là quản lý thông số ứng dụng, nghĩa là sao? Xem thử với bạn. Mình có thêm một góc nè, mình sẽ có là package.json và tôi mở được ra luôn với cái thằng này. Rồi, ở đây.
Đấy, thì bắt kỳ sinh quản lý nè, ví dụ nè, bạn quản lý về cái gì bạn phiên bản React, và phiên bản hiện tại là phiên bản 16.2.0 nè, đúng nè. Rồi những cái React DOM, React Script, bạn thấy nó ở đây, đúng nè. Thì video trước tôi hướng dẫn bạn chúng ta khi mà bạn xóa cái phần định nó module đi, rồi bạn dùng lệnh là npm start, thì làm sao nó biết nó đau cái gì cho bạn. Thì nó sẽ dựa vào những cái thông số trong package edition. Nhắc lại, khi bạn đau lại thư viện module thì nó sẽ dựa vào thông số trong package edition để đau. Ví dụ bạn hay React, React DOM, React Script là những cái thông số cần thiết khi bạn làm, bạn cứ chưa đây. Sau này bạn cần làm thư viện gì thêm thì bạn cứ phải cái bạn khai báo thông tin vào đây là xong, được chưa nào? Rồi, thì đây là những cái cấu trúc thư mục quan trọng mà bạn cần phải biết được. Thì mình sẽ làm việc ở đây chính ở đâu, mình sẽ không đụng tới nó module này, mình sẽ làm việc chính ở trong src, và chính xác hơn nữa mình làm việc chính với index.js và những cái carbon của chúng ta, được chưa nào? Rồi, thì tôi vừa hướng dẫn bạn chúng ta tìm hiểu được carbon là gì, cấu trúc thư mục là gì, được chưa nào? Nhưng mà trường hợp như vậy, trường hợp của sao bạn sẽ có rất nhiều component, thì làm sao để bạn biết được component là cái gì? Ví dụ bạn học chỉ bạn học HTML đi, thì bạn sẽ có là chuột phải, là bạn kiểm tra phần tử, thì bạn sẽ biết được là cái khúc này là thuộc cái gì, đúng nè. Bây giờ mình học về component trong React.js thì mình cần phải biết được component nào quản lý cái gì, đúng nè. Vì cho nên bây giờ để làm việc cho dễ thì lúc này như sau, chúng ta cần phải cài thêm một cái extension nữa cho hàng Chrome của chúng ta. Bạn gọi cho tôi nha. React.js developer tool. Đấy. Enter. Thứ này mình sẽ có một cái extension dành cho Chrome để kiểm tra được những cái component trên website của chúng ta. Bạn hiểu không nào? Khi bạn cài vào thì bạn sẽ có một cái thêm một cái tab nữa là tab React ở trong đây. Được nha. Bây giờ mình bấm vào thêm vào Chrome. Rồi, thêm tiện ích. Rồi, xong, thì xuất hiện một cái dấu ở đây. Được chưa bạn? Rất là đơn giản đúng không nào? Rồi, thì bây giờ kiểm tra thử. Hiện tại mình đang sử dụng React app, thì mình xem thử nó có biểu hiện gì không. Thì bây giờ tôi refresh lại. Đó, nó màu đỏ như vậy. Và khi bạn rơi chuột vào nó sẽ là React Developer Tool. Được chưa nào? Và ghi chú là hiện tại cái phiên bản này chúng ta chưa được build, cho nên là nó màu đỏ như vậy. Trường hợp nếu bạn vào một cái trang khác, dù bạn vào trang react.org đi nha, react.js.org, thì lúc này sẽ là màu xanh như bạn, như vậy nghĩa là bạn ứng dụng là bạn đã xuất bản rồi, build lên rồi thì màu xanh như vậy. Còn phiên bản của bạn hiện tại chỉ dùng cho lập trình viên thôi, nghĩa là người ta cũng đang code, thì sẽ là màu như vậy. Được bạn, phân biệt hai màu đó nha. Rồi, thì chúng ta đã vừa tìm hiểu được một vấn đề quan trọng khi bạn học React.js, được chưa nào? Tiếp tục video sau chúng ta sẽ tìm hiểu những cái vấn đề sâu hơn trong React.js. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.